một huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa, nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ. Và có một cách rất đặc biệt để khám phá Khánh Sơn, đó chính là đi theo hành trình của nước. Một trong những quãng thời gian đẹp nhất của Khánh Sơn là tầm sáng sớm khi những dải sương mù còn răng mắc khắp nơi. Nếu như ở Nha Trang bạn có thể ngắm biển dưới mặt đất, thì đến với vùng núi Khánh Sơn bạn vẫn được ngắm biển nhưng biển này thì ở trên trời. Biển ở trên trời mà anh Thư nhắc đến ở đây chính là những biển mây lơ lửng nơi lưng chừng đèo Ba Cụm Nam. Đến vùng đèo này đúng thời điểm, bạn sẽ bắt gặp những tầng mây liên tục di chuyển về phía thị trấn Tô Hạp, tạo nên khung cảnh vô cùng huyền ảo. Anh ơi, thì vào cái mùa nào thì mình dễ dàng để săn mây nhất hả anh? Vào mùa đông. Mùa đông thì mây rất là nhiều, thậm chí nó sẽ bao phủ xung quanh cái chân mình luôn. Mà nó rất nhiều tầng, mình đứng trên toàn bộ cái không gian mây. Là cứ như là đi ở trong giữa đám mây luôn đấy ạ? Như Tôn Ngộ Không á, bay bay. Thế cụ thể là vào thời điểm nào trong ngày thì mình dễ dàng để bắt gặp mây như thế này ạ? Thời gian thì nó chỉ có hai thời gian mà săn mây trong ngày. Thứ nhất là về buổi sáng. Buổi sáng thì tầm cỡ 6 đến 7 giờ. Thì buổi chiều thì sau những cơn mưa, 1 đến 20 giờ mưa thì sẽ 4 đến 5 giờ nó sẽ xuất hiện những cái biên mây như thế này. Sau biển mây lơ lửng ôm quanh đèo Ba Cụm Nam, hành trình của nước ở Khánh Sơn sẽ dẫn bạn đến với những con thác hùng vĩ như thác La Van, thác Giang Bay. Và thác Tà Gụ là một trong những con thác nổi tiếng nhất ở huyện Khánh Sơn. Đường đi vào thác Tà Gụ với những mỏm đá mấp mô, trơn trượt, khá khó đi. Nhưng nước đầu nguồn lại trong lành với vẻ đẹp còn rất hoang sơ. Bởi thế mà nơi này vẫn là điểm đến thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm quanh năm. Là em được biết thì thác Tà Gụ là một trong những con thác nổi tiếng nhất ở Khánh Sơn. Thế thì không biết là điều gì làm nên sự nổi tiếng này hả anh? Ngày xưa thì bên thác Tà Gụ này là bà con nhân dân lên đây là không được là dùng cái son nồi mà múc nước. Nó trời nó sẽ bị mưa, chỉ có được dùng cái lỗ ô người ta chặt, người ta để múc nước, người ta để dùng người ta nấu. Anh ơi, em thấy các con suối, con thác thì thường vào mùa khô nó sẽ bị cạn nước ạ. Thế thác Tà Gụ có như thế không anh? Riêng cái thác Tà Gụ á thì nó từ trước tới giờ thì nó không bao giờ nó cạn. Thác khởi nguồn từ núi Hồng Bà và nằm phía tây của dãy Trường Sơn, ngọn núi rất cao nhất của tỉnh Khánh Hòa. Quanh năm là lượng mưa rất lớn. Chính vì thế là riêng thác Tà Gụ này quanh năm suốt tháng nó không bao giờ cạn. Không biết là nước này nấu ăn được ngon hơn không anh? Nước này là nấu ăn rất ngon, đặc biệt nấu ăn cho một món rau của người Lai rất ngon. Loại rau đấy là loại rau gì ạ? Em cứ vào trong thôn á thì một số bà con, một người già làng tự bản họ sẽ chỉ cho em biết là đó là canh gì, rau gì. À, thế thì chắc chắn em sẽ phải vào thôn để tìm hiểu xem đó là canh rau gì. Rời ngọn thác ồn ào, anh Thư di chuyển vào thôn Hòn Dung, xã Sơn Hiệp. Bản làng nơi đây thanh bình và yên tĩnh, với nếp sinh hoạt còn giữ được nhiều nét đẹp truyền thống của đồng bào dân tộc Rắc Lây. Cô ơi, con đến đây thì con nghe nói là có một món ăn nấu từ nước của thác Tà Gụ ạ. Thì đấy là món ăn gì hả cô? Đây là món ăn cao rang rìa. Thế tại sao mình lại phải nấu món canh này bằng nước của thác Tà Gụ mà không phải là nước gì khác ạ? Thì nước này là nước thiên nhiên, nước nó chảy trong rừng, nó sạch và nó ăn, nó canh thường là ăn ngon, ăn ngọt. Mùa mưa là nó mọc nhiều nước. Canh rau rịa là món ăn truyền thống của người Rắc Lây. Món canh có hai cách nấu khác nhau. Một là nấu cùng với rất nhiều loại rau như trái cà, hoa bí, hoa thiên lý, kèm theo bột gạo xay nhuyễn. Đây là cách chế biến dùng cho ngày lễ hội. Ngày thường, món canh rau rịa sẽ được nấu đơn giản hơn. Món ăn nấu lên có vị ngọt mát, thơm ngon.